Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 2021 thì cô sẽ livestream ở kênh LNB TV. Anh em nào có muốn xem livestream thì anh em nhớ đăng ký kênh LNB TV ở cái link này nha anh em. 15:30 các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy mình sẽ livestream game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile để đi tầm ma ảo cảnh. Và 20:30 từ thứ hai đến thứ bảy mình sẽ livestream game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile. Nhớ đăng ký kênh LNB TV. Khi mà mình có livestream thì anh em sẽ nhận được thông báo liền nha. Đó, bây giờ là anh em nhớ nha, khi thi đấu môn phái á, là anh em phải thứ nhất là cắn cho tôi những cái bùa, đúng không? Rồi tiếp theo hệ nào mang kháng đó giảm rất là nhiều luôn em. Có kháng chí mạng thì mang kháng chí mạng vô, đỡ đòn để tránh được cái kiểu mang vô hết. Ok, bây giờ là mình sẽ vào thi đấu môn phái thôi em. Rồi thi đấu môn phái bây giờ là mình sẽ cố gắng mình kiếm những cái anh bạn nào mà treo để mình giết. Thấy không, ông kia ông me tôi mà, tôi biết lắm mà, thấy không anh em, trời đâu dễ dàng ăn tôi, dễ lắm, dễ lắm. Anh em thấy không, khi mà đối phương đang chơi chiêu á, mình phải để ý, rồi sau đó là mình sẽ chạy, khinh công chạy cái kiểu. Chúng ta chỉ cần vô top 16 thôi, chúng ta không cần hạng nhất đâu, top 16 thôi, vô đánh 1-1 thì soi trình. Đúng rồi, coi like của cô anh em, đừng có quên thi đấu môn phái nha anh em. Về ba bình tĩnh anh ơi, mua máu cái anh làm càng quá. Đây cái mẹo để vô top 16 là anh em đánh mấy ông chèo trong đây nè, ok lắm á, thấy không, đánh mấy ông chèo trong đây cái mẹo anh em. Đây ổng chuẩn bị bắt nè, chạy cứ lên người chạy đi, không sợ hết anh em, đừng có để chết nha, để chết uổng lắm nhá. Mẹ mở đầm to khiếp khủng luôn anh em, thật sự dính đam của con này là thôi ối hàng luôn. 12 giây, ok mình cứ đứng đây thôi anh em, cứ đứng đây thôi, rồi cứ đứng đây mà chưởng thôi này, nhưng mà cố gắng bơm máu nha, coi chừng chết nha, sắp năm chết đấy. Tuy mình top 1 nhưng mà ăn nhiều rộng quá cũng chết đấy nha, đừng đùa. Wow, ghê quá. Ừ, đúng rồi, cảm ơn. Búp lên cái 5 giây thôi. Ôi, búp cái. Trời ơi, đóng luôn. Hên, hên, hên. Không thôi là ngáo rồi. Nhớ đi máu nha anh em. Top 1 luôn á, chưa mệt lắm á. Hiện tại đang có một người giết rất là ghê gớm mà đang hạng nhì, không biết là ai. Không biết ai top 1 đây. Ok, bấm máu rồi. Oh my god. Ôi. Đấy, nghe chưa? Tôi phải chạy liền anh em. Trời ơi bổng. Bổng rồng nó bay tùm lum luôn. Mẹ tôi cho lắm. Ôi hết máu rồi.
đừng để do gì con cái bàn áp sát, bất kể nó phải gì, nó đi đường gì, nó đi đường nội công hay đi đường ngoại công, nó đều kinh khủng hết. Đừng để nó áp sát, rất là nguy hiểm, anh em lưu ý nha. Mấy cái ông mà cầm bổng á thì mình biết là cái bàn bổng, còn mấy ông mà để mặt nạ thì mình không biết là phải nào à, không biết ổng chơi bổng hay là chơi kia. Ôi ôi ôi, chơi mình à, hên là né đường biến á. Wow, ghê quá. Ok, mình trong bang mình không đánh anh em, nhờ anh em mang cho tất cả mọi người trong bang vô chỗ vui. No, mình không đánh trong bang, kiếm khác bang mình đánh. Ôi ông ơi, trời ơi phải rồi. Anh em có tin mình giết anh này được không? Trời ơi, quá ghê, quá ghê. Ơi ơi, trung bang anh ơi, vô trung bang, trung bang, trung bang. Cái mặt nạ này mình đi ăn cái sự kiện anh em, chị Hằng. Idol, idol. Không cho hiếp bang mình. Ơi ơi, hiếp hiếp hiếp. Mình có thể đổi mục tiêu nha anh em, nhớ đổi mục tiêu nha. Trong bang mình sẽ không đánh, sẽ đánh với người khác bang thôi. Gì gì ba, bãi nồi ba. Kiểu này mấy ông khiêu khích mình này, chứ phải tàn sát hết quá. Mình có nên tàn sát hết đâu mấy em. Ui không đủ đam má ơi, cần thế à, chào quá. Nhưng mà chúng ta cũng không được ý nha anh em. Đấy, không được ý nha. Anh em thấy không, cái tác dụng của cái việc mà mình bấm auto bấm máu không. Nhưng mà một hồi đánh solo đừng có chơi auto nha, bấm bằng tay thôi. Trưởng Vĩnh Lục giết. Ông kia ông chưa búp cái chiêu đầu tiên nên là ông không đủ đam giết mình. Búp nè. Biết khắc phiệt. À, nhiều anh em xem này nói tại sao có chiêu một mà không bấm. Đúng không? Nên này mình muốn két anh em à. Ui, ui cháu ơi. Wow, ui cháu. Ồ, hay vậy. Căng nha, ăn nó hơi bị cháu đấy. Ui, ăn nó hơi bị cháu ấy nha anh em. Ôi mình. Ôi, anh em ác quá, ăn với tôi quá. À, ui ui, khinh công, khinh công, khinh công. Ui, ui hết khinh công luôn anh em nhớ nha. Thấy cái khinh công hết là ngáo luôn á. Naka tiêu đệ, nằm to phết. À, ok. Hết khinh công, hết khinh công. Ui ui ui, chạy 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 chạy. Giữ 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 mạng anh em ạ. À. Giữ mạng, giữ mạng. Mực zin, chết tôi. Không được, không được. Không được các bác ơi. Ok em đi anh béo ơi. Ui ui ui, phải 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 phải. Ok chúng ta đã an toàn vô được top 16 anh em. Giờ còn hai mấy giây à.
Rồi ok, hết giờ. Rồi, chúng ta vào phòng trong thì anh em nhớ nha, tắt cái này. Tắt bảo vệ thuốc. Bắt đầu từ ngày 1/7/2021 thì cô sẽ livestream ở kênh LNB TV. Anh em nào có muốn xem livestream thì anh em nhớ đăng ký kênh LNB TV ở cái link này nha anh em. 15:30 các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy mình sẽ livestream game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile để đi tầm ma ảo cảnh. Và 20:30 từ thứ hai đến thứ bảy mình sẽ livestream game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile. Nhớ đăng ký kênh LNB TV. Khi mà mình có livestream thì anh em sẽ nhận được thông báo liền nha. Ôi, gặp Hoàng Dung luôn. Ok. Ok, Dính Đàm thì mình lợi hơn. Oh my god. Ác này chơi theo cái dạng mà ok, đánh nửa bản đồ thì những Dính Đàm. Không bị y nha anh em. Nhớ coi Đàm nha. Ôi hết chiêu nhảy. Khá là may mắn anh em ạ. Để ý cái chiêu nhảy khinh công của mình. Oh my god, hên quá, trời ơi, xém hẹo. Căng quá. Ok, chúng ta cẩn thận đây. Ôi, bấm nhầm luôn. Oh my god. Ôi hết hồn vãi nồi. Rồi tưởng hiệu rồi chứ. Ủa hay quá. Ô, BK tốt á. Anh em thấy không? Anh này BK tốt lắm á. Cả tàu quan em ạ. Thua. Hay quá, BK hay quá. Thua Đàm.
mình né không được luôn. Bài ca quá hay. À, đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.